Thưa quý vị, nhân dịp Campuchia tổ chức thành công của bầu cử Thượng viện khóa 5 vào ngày 25 tháng 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Nội dung bức thư có đoạn viết: "Với tình cảm đồng chí, láng giềng thân thiết, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia lời chúc mừng nồng nhiệt về thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử khóa 5. Đặc biệt là Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử lần này. Kết quả của bầu cử một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của đồng chí. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với những thành quả đã đạt được cùng kinh nghiệm phong phú và sự ủng hộ của nhân dân Campuchia, Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới." Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 2, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2024 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hành động, phát triển. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2024 có một ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 và cả giai đoạn 2020-2025, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc quyết tâm phấn đấu thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Nhân dịp này, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Lào Cai và huân chương lao động các hạng nhất, nhì, ba cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Trước đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi tặng quà người dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chiều nay, tỉnh ủy Lai Châu và Báo Nhân dân đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2026. Chương trình được tổ chức nhằm giúp tỉnh ủy Lai Châu và Báo Nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Báo Nhân dân. Nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh ủy Lai Châu và Báo Nhân dân tập trung vào tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển chung của tỉnh trong các nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm. Phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái thù địch, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo của tỉnh. Tại lễ ký kết, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác phối hợp và đề xuất một số ý kiến trong công tác phối hợp tuyên truyền. Hôm nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt hơn 850 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn quân khu đầu năm 2024. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón và gặp lại các đồng chí đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ trong những ngày đầu năm mới 2024. Thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, kết quả nổi bật của công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội, lực lượng vũ trang quân khu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đánh giá cao sự đóng góp một phần xương máu, sức khỏe của mình trong chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, luôn giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Quân khu nắm bắt tâm sự, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thưa quý vị, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 4,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Có 405 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. Xét về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 trên 24 ngành kinh tế quốc dân trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ đô la Mỹ, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8%. Nhằm nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng như tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản, chiều nay Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản và các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cam kết về sở hữu trí tuệ trong FTA thế hệ mới đặt ra các tiêu chuẩn cao về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ như quy định về bảo hộ nhãn hiệu, âm thanh, về bảo hộ dữ liệu tem nhãn, bao bì. Tại hội thảo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đại diện các cơ quan chức năng đã trao đổi và thực hành cách thức nhận biết hàng thật hàng giả đối với các sản phẩm của doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật với các doanh nghiệp của Nhật Bản trong công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Năm 2023, lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra, kiểm tra gần 72.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 53.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 500 tỷ đồng. Trong đó, đối với vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, toàn lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 9.000 vụ việc, xử lý hơn 9.200 vụ việc, phạt hành chính 92,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm đạt trên 118,3 tỷ đồng. Thưa quý vị, nông sản hiện đang là điểm sáng lớn trong bức tranh xuất khẩu của nước ta năm 2023 và quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, thách thức về logistics vẫn đang tồn tại, đặc biệt là trong việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp. Chi phí logistics cao, tổn thất sau thu hoạch có khi lên đến 30%, công nghệ chế biến bảo quản chỉ ở mức trung bình. Nhiều ngành hàng nông sản gặp khó khi xuất khẩu đến các thị trường xa như Mỹ, châu Âu. Hiện nay là duy nhất chỉ có ở đồng bằng sông Cửu Long là hệ thống logistics dựa trên đường thủy nội địa là có giá thấp nhất và thời gian vận chuyển hiệu quả nhất. Còn các địa phương khác thì hệ thống logistics, đặc biệt là hệ thống kho và sơ chế nông sản trước khi đưa ra thị trường hoặc là trước khi vào chế biến đều chưa đạt được cái quy mô của cái thị trường nông sản Việt Nam. Hiện một xe sầu riêng đi từ Đắk Lắk đến Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc mất đến 7 ngày, trong khi chi phí logistics của ngành gạo chiếm đến 29,8% trong giá thành. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, chi phí logistics cho nông sản Việt Nam đang rất cao, chiếm khoảng 30% giá trị hàng hóa. Logistics thì hiện nay còn thiếu rất là nhiều. Hạ tầng cơ sở của cái hoạt động chế biến là hầu như là còn rất là thiếu. Nói ví dụ như là những cái kho, những cái trạm mà để mà bảo quản, đóng gói, lưu trữ để phân phối là hiện nay ở các cái vùng nguyên liệu là hầu như là rất là thiếu. Trong cái thời gian tới phải làm khác đi, áp dụng trên nền tảng công nghệ. Thứ hai là đầu tư các vấn đề về hạ tầng để phục vụ cho các chuỗi logistics riêng biệt. Ví dụ như là hàng nông sản, ví dụ như là hàng một số hàng thực phẩm, hàng công nghiệp chế biến, hệ thống kho chuyên biệt, ví dụ như kho lạnh, hệ thống công lạnh. Dự kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Cần Thơ là trung tâm sơ chế đóng gói, logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long, xử lý đồng bộ các mặt hàng nông sản trước khi xuất khẩu, bổ sung hạ tầng có tính tích hợp như kho bãi kiêm bảo quản, đóng gói, đồng thời nghiên cứu các phương án kết hợp vận chuyển các mặt hàng khác nhau, phối hợp giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh, có thể giúp tối đa hóa hiệu quả, giảm thiểu chi phí. Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác biên phòng tại tỉnh Lạng Sơn, đó chính là việc thực hiện xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới. Sau hơn một năm vận động, cùng với sự chung tay của các cấp các ngành, nhân dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn, đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 271 đường kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài trên 50 km, giá trị ước tính trên 35 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ khánh thành đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên thuộc đồn biên phòng Na Hình quản lý.
Đến nay, đồn biên phòng Na Hình đã chủ trì xây dựng được 27 trên 47 đường kiểm tra mốc bảo vệ biên giới. Được đi kiểm tra tuần tra trên những con đường bê tông tạo điều kiện rất là thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình tuần tra kiểm soát ở trên biên giới. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện theo cái chỉ đạo của Bộ Chỉ huy và tiếp tục vận động kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp tục cùng phối hợp để tiếp tục làm những con đường còn lại. Tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện xây dựng đường kiểm tra của mốc bảo vệ biên giới, đó là đồn biên phòng Chi Lăng, Chi Ma, Bắc Sa, Ba Sơn. Riêng đồn biên phòng Chi Lăng đến nay đã hoàn thành 26 đường trên tổng số 33 mốc. Đặc biệt là cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân ở khu vực biên giới khi canh tác sản xuất ở trên biên giới được đi lại rồi thì thu nhựa thông cũng như là đi lại cũng như canh tác sản xuất trên biên giới được thuận lợi hơn. Bà con đi đồi canh tác sản xuất được những cái vật nuôi cũng như là cây trồng thì cũng là bán cũng được giá hơn. Bởi vì là có con đường rất thuận lợi để cho các thương lái vào thu mua thì cái này là rất giúp ích cho bà con phát triển kinh tế. Có thể nói, việc xây dựng công trình đường kiểm tra mốc giới là phần việc làm thiết thực giàu ý nghĩa. Mỗi tuyến đường kiểm tra cột mốc được hoàn thành chính là biểu tượng của tình đoàn kết quân dân, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi công dân hướng về biên giới quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trình Bộ Nội vụ thống nhất thông qua. Theo đó, thì 25 phường tại 5 quận, bao gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên, dự kiến sẽ được sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số. Theo phương án của thành phố Hà Nội, quận Đống Đa sẽ giảm 2 phường, trong đó sắp nhập phường Khâm Thiên và Trung Phụng, phường Ngã Tư Sở nhập vào. Khương Thượng và Thịnh Quang, Trung Tự sắp nhập vào Phương Liên và Kim Liên. Quận Hà Đông giảm 2 phường khi nhập phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi và Quang Trung thành một phường mới. Quận Hai Bà Trưng giảm 3 phường sau khi nhập Đồng Nhân và Đống Mác, Quỳnh Lôi với Bạch Mai, Cầu Dền vào Bách Khoa và Thanh Nhàn. Quận Long Biên giảm 1 phường khi nhập Sài Đồng vào Phúc Đồng và Phúc Lợi. Quận Thanh Xuân giảm 2 phường do sắp nhập Thanh Xuân Bắc và Thanh Xuân Nam, Hạ Đình vào Kim Giang. Các huyện Ứng Hòa có số xã giảm lớn nhất khi nhập 14 xã thành 5 xã. Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và dự kiến có 509 đơn vị hành chính cấp xã. Trong khi đó, thì tiếp thu ý kiến, thành phố Hồ Chí Minh nên lựa chọn kịch bản tăng trưởng cao hơn. Lãnh đạo thành phố sẽ cùng đội ngũ tư vấn nghiên cứu kỹ, tiếp tục hoàn thiện đồ án, đồng bộ hóa các quy hoạch đã được phê duyệt vào quy hoạch của thành phố. Phấn đấu để quy hoạch được chính thức thông qua trước ngày 30 tháng 6. Đây là quyết tâm được lãnh đạo thành phố mang tên Bác khẳng định tại hội thảo tham vấn quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch địa phương gợi ý, quy trình lý tưởng là sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành, đồ án chính thức trình Hội đồng Thẩm định trước cuối tháng 4, người đứng đầu ngành kế hoạch đầu tư nhận định thành phố Hồ Chí Minh như lò xo đang bị bó cứng, nếu quy hoạch này được thông qua, triển khai thì có thể làm cho chiếc lò xo này bung bật mạnh mẽ. Được như thế thì mức tăng trưởng hai con số là hoàn toàn khả thi với thành phố. Theo Hội đồng Thẩm định, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh cần bám sát các quy hoạch đã có, bám sát các xu thế phát triển mới. Các giải pháp đột phá thành phố cần tập trung giải tỏa 3 vấn đề lớn là ùn tắc giao thông, ô nhiễm, ngập úng. Chưa giải quyết được 3 vấn đề này thì thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội đều chưa trở thành những trung tâm phát triển hàng đầu như mong muốn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố quy hoạch của địa phương giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024. Chào quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong chặng đường vừa qua. Phó Thủ tướng cho rằng, với điều kiện và lợi thế riêng của Bình Thuận đã được nêu rõ trong quy hoạch tỉnh, Bình Thuận được xác định là một trung tâm công nghiệp về năng lượng sạch và du lịch biển là kinh tế mũi nhọn, gắn với du lịch sinh thái. Bình Thuận là một trong những điểm đến trên con đường di sản miền Trung. Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh, bền vững, làm giàu từ biển. Nhân dịp này, Bình Thuận đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.100 tỷ đồng.
ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư với 7 nhà đầu tư trên các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, năng lượng, khoáng sản với tổng vốn đăng ký trên 127.000 tỷ đồng. Vào lúc khoảng 10 giờ 15 phút sáng nay ngày 28 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô nằm trên đường mùng 3 tháng 2 thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vụ cháy không gây ra thương vong về người, thế nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Khi được báo tin cháy, sau 10 phút, Công an quận Ninh Kiều và thành phố Cần Thơ huy động nhiều xe, phương tiện chữa cháy cùng khoảng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Bằng nhiều hướng tiếp cận, vụ cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn lúc 12 giờ. Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng thống kê ban đầu có khoảng 10 ô tô của khách hàng bị cháy cùng nhiều máy móc thiết bị, hàng hóa bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu nghi chập điện máy bơm trong phòng sơn tại tầng trệt. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Vào khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng, đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của 3 đối tượng, gồm Vi Thị Thanh, Lê Thị Huấn và Đoàn Thị Thơm, đều trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Vi Thị Thanh là đối tượng cầm đầu, thông qua Đoàn Thị Thơm móc nối với Lê Thị Huấn để vận chuyển ma túy đi huyện Diễn Châu và các địa bàn lân cận tiêu thụ. Được biết, Lê Thị Huấn và Đoàn Thị Thơm từng có tiền án về tội ma túy. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, tại chỉ thị số 28 ngày 25 tháng 12 năm 2023 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Bộ Chính trị đã nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước ở một số nơi, một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, chưa ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh một số vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội. Từ đó, một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được Bộ Chính trị đề ra đó là phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em. Thực tế cũng đang đặt ra một yêu cầu phải có các hành động kịp thời, hiệu quả, bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại. Vụ việc điển hình khiến dư luận xã hội không khỏi đau xót và phẫn nộ xảy ra ngay tại một khu chung cư ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang ngang nhiên đánh đập cháu gái 8 tuổi suốt 4 tiếng đồng hồ, dẫn đến cháu tử vong. Điều đáng bàn là hành vi xâm hại cháu bé này diễn ra rất nhiều lần trước đó. Nếu được phát hiện, xử lý kịp thời thì đã không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đây cũng là một cái vụ việc điển hình về xâm hại trẻ em, bởi vì nó diễn ra trong nội bộ gia đình, cho nên cũng không ai có thể có những tin báo hoặc là tố giác tội phạm đối với hành vi xâm hại đối với những người thân trong gia đình mình được. Cho nên là khi mà các cơ quan chức năng, các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện thì thường là có hậu quả xảy ra rồi thì lúc ý mới phát hiện được và mới khởi tố vụ án được. Để mà tránh những cái hiện tượng, tránh những sự việc đấy, xâm hại trẻ em có thể xảy ra tương tự như vậy, thì tôi nghĩ rằng một cái hệ thống tư pháp và hệ thống các cái cơ quan đấy ngăn chặn, bảo vệ và xử lý kịp thời ngay từ đầu những hành vi xâm hại đấy là đặc biệt cần thiết. Rõ ràng là đây về mặt nhận thức và đứa trẻ chưa có cái nhận thức, cái quyền của mình và cái cách thức để tự bảo vệ mình, có thể báo đến cơ quan có thẩm quyền. Cái thứ hai là những người có trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng đứa trẻ đó, ông bà, cha mẹ, rồi là cái câu chuyện là của những người hàng xóm. Khi nghe những cái tình trạng như vậy, những cái biểu hiện như vậy thì cũng phải có một cái thái độ và có một cái thông tin đến những cơ quan có thẩm quyền và các cái tổ chức xã hội ở cấp cơ sở, ở khu dân cư thì làm sao đấy phải thông tin kịp thời. Và trên cơ sở thông tin kịp thời như vậy thì ngược lại thì phía các cơ quan chức năng cũng phải tiếp nhận và lắng nghe và cũng phải coi đấy là một thông tin quan trọng được ưu tiên so với các thông tin khác thì mới có thể tiến hành các biện pháp nghiệp vụ của mình. Và từ như vậy thì chúng ta mới tiến hành khởi tố thì nó mới kịp thời được.
Có thể thấy trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị xâm hại bởi khả năng tự bảo vệ rất thấp do chưa có sự phát triển đầy đủ về trí tuệ và thể chất. Tuy nhiên, theo báo cáo thống kê của UNICEF, giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, hệ thống tư pháp của Việt Nam được thiết kế dành cho người lớn và chưa được trang bị đầy đủ để đáp ứng những nhu cầu đặc thù của trẻ em. Điều đó khiến cho hàng nghìn trẻ em Việt Nam gặp nhiều trở ngại trong tiếp cận tư pháp, trong đó có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại, cũng như một số lượng trẻ em chưa thống kê được có liên quan tới hơn 60.000 vụ việc hôn nhân và gia đình mỗi năm. Hiện nay, tôi vẫn thấy rằng là cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với lại các cơ quan quản lý, với các tổ chức xã hội, nó có thể có đấy nhưng mà nó chưa được thường xuyên. Đó. Bởi vì đây là một điều rất là quan trọng, đây là một điều rất là quan trọng trong bảo vệ trẻ em. Đó. Và các cái thông tin nó phải thường xuyên, cái sự phối hợp phải thường xuyên và cái sự tiếp nhận thông tin, trao đổi thông tin phải thường xuyên. Và khi để làm sao cái điều quan trọng là chúng ta phải phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa và ngăn chặn được. Còn khi đã xảy ra rồi thì chúng ta phải có ngay các biện pháp để giảm thiểu những cái hậu quả của nó. Thực tế này đã cho thấy tính cấp thiết của việc phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em như chỉ thị số 28 đã đề ra. Đây chính là cách thức có khả năng kết nối với trẻ em nhanh nhất và bảo vệ trẻ em hiệu quả nhất.